vài cây đằng lập của Sơn Tuế này kinh đấy. Sơn Tuế tròn như mẹ thúng á. Rất kinh. Cái nguyệt quế này bao tiền đấy cô? Đây, đôi nguyệt quế này. Với 3 triệu một cây à? Hay nào? 13 triệu một cây hay là hai cây? Sam Châu. Sam Ngọc. Nhìn ghê quá, nhìn Thiên Tuế này kinh kinh khủng lắm. Trời, cái này như chơi mâm xôi luôn nhỉ. Như con mâm xôi ở trong nhà, rất kinh, cứng, rất cứng, thành sừng rồi các bác, tròn như là vẽ nặng, như một cái bình gốm. Có nhiều người mua Thiên Tuế đấy, mà chơi là mấy cây mà bà mang lên là thấy bán rồi, bây giờ còn cây mới. Ra màn, không biết là bao nhiêu cái mắt nữa. Chắc ôm đá. Cây Thiên Tuế này kinh nhỉ cô nhỉ? Cái Thiên Tuế này kinh nhỉ? Bao tiền cây đấy? Cây này. Cái đấy 2 triệu. 10 triệu. Còn cây này. Tiền tuổi 10 triệu. Bác có dám mua không? 20. Đúng rồi, cây nhà cô đưa đây. Còn cây trong kia, cây trong kia. Cây gì? Cây cũng cây Thiên Tuế. Cây ấy 12. Cây này bị thu. Đấy. 10 triệu. Nguyệt quế trực. Bạch khúc xôi nạc ơi.
bánh khúc xôi nạc đây. Xôi nạc bánh khúc đây. Thì là kinh. Quá hoành tráng. Đỗ xinh. Đỗ xinh của em. Mỗi người phong cách các bạn. Em thì em không thích hỏi nhiều, hỏi một số cây mình thích thôi. Và cái thứ hai là quay những cái cảnh mà các bác mua bán thực tế luôn. Đỗ xinh nó hơi hơi màu hè, nhưng mà nhiều người lại thích đấy. Thì cúc này mấy kiểu trước còn này giờ đỏ chót. Chú Lập ơi, hôm nào bảo cái này bao tiền nhỉ? Lại quên rồi. Đi làm cái này á? Vâng, 20 triệu 20. Còn cái cây túc này, cây này 17 triệu 20 triệu. Đẹp đấy. Tôi nguyệt quế kìa. Dạ. Tôi nguyệt quế kìa. Dạ. Cầm đi. Dạ. Bên kia thì, bên kia thì vừa nhìn rồi, vừa quay rồi. Cái cầm đi có bao tiền? Vừa nãy chưa hỏi. Chả biết ai mà hỏi, chưa trả gặp. 17 triệu. Đây này, ông nào nhà to to cho vào chơi sướng kìa. Nó tỉa lộc lộc nó đỏ đỏ nó cho cái chậu rõ ràng đắt tiền như này không nhỉ. Đấy, cái đúng là dân nó ngu chứ. Cái cây, hai cái cây kia nó cho cái chậu rất ngớ ngẩn. Cho chậu tròn á? Cho hai cái chậu nó to tướng cái đấy. Ừ. Đúng không? Cây me kia cho là chậu cũng rất ngờ luôn. Cái buồn cười thật. Cây me kia nó phải cho một cái chậu cây nguyệt quế. Tao chúng đổi nó đẹp. Đấy, mình mua lại những cái cho lên những cái tổ mình đang đi đón chơi. Đấy, quả thiên tuế này là hiếm có đấy. Nhìn dã man thôi. Không biết hai cây đâu mà cây kia nhỉ. Rồi, cây me này. Dã man luôn. Đây đồng chí này. Vâng. Hôm nay xin chúc mừng em. Tay trái, tay trái tí ạ. À, tay trái đúng rồi. Vâng. Đấy. Hôm nay xem đồng chí này. Cứ phải lang thang ở đây tí. Đây là liệu người đây. Không phải giọng nó lên lớn N2T. Thái Lan, Thái Lan. À vâng. Cũng có đi một vài nơi ạ. Thì quanh quẩn lại quay ra đây thôi. Chốt cái nào đây bác? Xong núi ạ. Bán được cái tí này. Cây xăm trái mà đòi to sao được. Cây xăm ấy lại thế. Mình hiểu được cây rất là to rồi. Rất dễ. Đấy, làm này mới chuẩn đấy. Ở đâu đây? Đấy chưa, bác nghe thấy giọng kinh chưa? Đanh chưa? Đây, ông vừa mới giới thiệu cái cẩm thị này. Toàn thiên nhiên này. 7 triệu. Ở càng nó quá đắt. Đấy, cẩm thị đây này. Sung của công cây cảnh lại ở đây rồi. Sung của ông công lại ở đây rồi. Cây nhãn này, nhãn đen này. Hôm trước về Google biết cái giống cây này rồi, nhãn đen, quả nó đen. Cây này
Còn cái loại lộn nhộn gì đây? Và một đôi tùng này. Cái loại kia có mấy trăm gì đây? Thấp đấy. Còn cái dạng tùng này ở chợ không ai có. Cái loại tùng thấp thấp như này mà nó lùn mà nó rụt như này, cái này nó già như này, nó kỹ như này không có. Ở chợ không có, tôi dám nói mày một điều luôn. Còn chúng mày thì có nhầm thì cả nhà hàng mới được tiền. Ở đây, đây rậm rạp quá nhỉ. Đây các bác nghe chua chát không? Nghe nghe không thể nào mà nghe được đến câu thứ 10. Chói hết cả tai. Chạy ra đây vòng sắp mưa rồi. Bây giờ mới tầm người ta đi chợ nhiều. Bình và Bắc Giang. Cái nó ở đầu ngoài xe tôi. Thái Bình. Thái Bình Trương. Một Thái Bình Bắc Giang. Hòa taxi đây còn đem cả cây đi.